Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em thêm chuyện này góp từ nhận một tốc ngàn tốc cần sáp nha bạn. Tốc cần sáp này nó xếp lên sàn Binance, Hotbit, Huobi, Ucoin nha bạn. Ucoin. Để tham gia game này các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Các bạn dùng mở địa chỉ chocolate ra nha bạn. Các bạn copy địa chỉ Ether của mình nha các bạn. Các bạn lướt xuống, các bạn copy địa chỉ Ether trên chút các bạn. Rồi các bạn watch từ đây nha các bạn. Chương trình AirDrop này còn có khoảng 2 ngày nữa là các bạn đã kết thúc nha các bạn. Các bạn có đủ điều kiện để vào danh sách AirDrop này các bạn. Rồi, submit form. Không biết nó sẽ phân phối có 2 ngày, 3 ngày với nó phân phối không nữa. Thì các bạn cứ làm đi các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.